Tin tổng hợp sáng ngày 5 tháng 7 Thụy điển, Phần Lan ký thức đàm phán gia nhập NATO Hậu đạn của Nga phát nổ sau cuộc tấn công của Ukraine Thể thao Ukraine thiệt hại nặng do chiến tranh, 89 vận động viên và huấn luyện viên đã thiệt mạng Chiến tranh khiến đồng minh Belarus ngày càng lệ thuộc Nga Quân quốc Anh công bố thêm các lệnh trừng phạt Belarus vấn đề thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công nên được chú trọng khi thảo luận với Trung Quốc. Giới chức y tế Anh cảnh báo nguy cơ bệnh viện quá tải vì biến thể mới của Omicron. Xả súng tại cuộc diễu hành lễ độc lập ở ngoại ô Chicago, 6 người thiệt mạng. Iraq đối mặt với các trận bão cát nghiêm trọng. Quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp sáng ngày 5 tháng 7 của DKN TV. Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Hãng tin AFP cho hay, Ngoại trưởng Thụy Điển và Phần Lan ngày 4 tháng 7 tới trụ sở tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO để khởi động quá trình đàm phán gia nhập liên minh quân sự này. Các cuộc đàm phán này có thể trở thành hiện thực nhờ việc Thổ Nhĩ Kỳ rút lại ý kiến phản đối trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO tuần trước. Đại sứ từ 30 nước thành viên dự kiến sẽ ký nghị định thư gia nhập đối với Thụy Điển và Phần Lan vào ngày 5 tháng 7, qua đó khởi động quá trình phê chuẩn dự kiến kéo dài nhiều tháng hai nước Bắc Âu cần nhận được sự chấp thuận của cả 30 quốc gia trên để có thể trở thành thành viên của khối. Bất chấp việc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã rút lại sự phản đối sau cuộc gặp với lãnh đạo Thụy Điển, Phần Lan và Tổng thư ký NATO, ông vẫn tuyên bố có thể ngăn hai quốc gia này gia nhập khối nếu họ không thực thi thỏa thuận với Ankara. Các lực lượng Ukraine được cho là đã, đã tấn công vào một kho đạn của Nga ở vùng Donetsk vào ban đêm, gây ra một vụ nổ lớn. Nga và các lực lượng ly khai hiện đang chuyển trọng tâm sang khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine sau khi chiếm được thành phố Lysychansk ở vùng Luhansk. Những hình ảnh từ đoạn video do lực lượng mặt đất của các lực lượng vũ trang Ukraine công bố hôm thứ Hai cho thấy một đám cháy khổng lồ bốc lên dữ dội trong màn đêm kèm theo những tiếng nổ lớn. Lực lượng mặt đất cho biết màn trình diễn lửa ở vùng Snitny Donetsk đòn đánh nhằm vào kho đạn của quân chiếm đóng. Quân đội Nga hiện chưa đưa bình luận về thông tin này. Nga đánh chiếm Ukraine vào ngày 24 tháng 2 trong cái mà Điện Kremlin vẫn gọi là một hoạt động quân sự đặc biệt. Thứ hai, đánh dấu ngày thứ 131 của cuộc xâm lược. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 4 tháng 7, Nga đã mất khoảng 36.200 quân, 1.589 xe tăng, 3.754 xe bọc thép cùng hàng ngàn thiết bị khác Mặc dù Nga đã chiếm được nhiều vùng lãnh thổ, nhưng tinh thần chiến đấu của Ukraine đến nay vẫn không bị suy giảm. Theo một cuộc thăm dò của Wall Street Journal, NORC, 53% người Ukraine cho biết có khả năng rất cao hoặc cực kỳ là chiến tranh sẽ kết thúc với việc Ukraine kiểm soát Crimea và toàn bộ Donbass. NORC đã khảo sát 1.005 người Ukraine trong khoảng thời gian từ ngày 9 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6 với sai số là 4%. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hơn 100.000 vận động viên Ukraine đã bị tước cơ hội tập luyện, hàng trăm cơ sở thể thao đã bị phá hủy vì các cuộc tấn công của Nga. Ông Zelensky đã đưa ra thông tin này khi ông tiếp lãnh đạo Ủy ban Olympic Quốc tế IOC đến trao đổi tại Kyiv ngày Chủ nhật 3 tháng 7. Lãnh đạo Ukraine cũng cho biết nhiều vận động viên của nước này đã tham gia lực lượng vũ trang để bảo vệ đất nước. 89 vận động viên và huấn luyện viên đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh, 13 người đã bị bắt và đang bị người nga giam cầm. Thị trưởng ký ông Vitali Grishko, cựu vô địch nhiều giải quyền anh hạng nặng thế giới, đã có vai trò nổi bật cùng với ông Zelensky trong cuộc kháng chiến chống quân nga xâm lược. Em trai ông, Vladimir Grishko, một nhà vô địch quyền anh hạng nặng thế giới khác, cũng đã gia nhập lực lượng phòng vệ kể từ ngày 24 tháng 2. Một quân nhân Ukraine cho Reuters biết quân nga cố tình nhắm mục tiêu vào các tòa nhà lớn như phòng thể thao và trường học vì tin rằng chúng được quân Ukraine sử dụng. Cho đến nay, quân đội Nga phủ nhận tấn công các mục tiêu dân sự ở Ukraine, bất chấp các bằng chứng rõ ràng ngày một nhiều thêm. Trong chuyến thăm ký, Chủ tịch IOC Thomas Bach cho biết tổ chức này sẵn sàng hỗ trợ tái thiết các cơ sở thể thao Ukraine khi ông tuyên bố tăng gấp 3 lần ngân quỹ được thành lập vào tháng 2 cho mục đích này lên 7,5 triệu đô la Mỹ. Ông Bach cũng cam kết hỗ trợ các đội tuyển Ukraine có kế hoạch tham gia Thế vận hội Olympic 2024 ở Paris và Thế vận hội mùa đông dự kiến sẽ được tổ chức tại Ý vào năm 2026. Chiến tranh khiến đồng minh Belarus ngày càng lệ thuộc Nga. Theo báo Pháp Le Monde, cuộc chiến Ukraine làm tăng tốc quá trình Nga biến Belarus thành chư hầu. Nước này trở thành hậu cứ của Moscow trong khi đa số cư dân phản đối. Ngày 24 tháng 2, chính đội quân xuất phát từ Belarus của Nga đã tiến đánh ký 4 tháng sau, chính phủ Lukashenko chưa bao giờ lệ thuộc Moscow đến thế, do Vladimir Putin được cho đã ra tay cứu vớt ông ta trong cuộc bầu cử năm 2020 bị tố cáo gian lận. Ít ngày trước, vài giờ trước cuộc gặp ông Putin ở Saint Petersburg ngày 25 tháng 6, khoảng hai chục quả tên lửa Nga bắn đi từ Belarus đã rơi xuống căn cứ quân sự của Ukraine ở Desna. Cùng ngày, Vladimir Putin còn loan báo sẽ chuyển giao cho nước láng giềng các hỏa tiễn Icelander M có thể mang theo đầu đạn nguyên tử nhờ Belarus đã sửa đổi hiến pháp qua cuộc trưng cầu dân ý ngày 27 tháng 2. Nhưng dù quy phục Moscow, Minsk vẫn không gửi quân sang Ukraine chiến đấu bên cạnh quân Nga. Theo Franak Vyakoka, cố vấn của phe đối lập lưu vong, quân đội Belarus không kinh nghiệm và thiếu nhiệt tình. Chỉ có 6% người Belarus muốn quân đội nước mình tham chiến. Cung cấp cơ sở hạ tầng và hậu cần cho chiến tranh vẫn hiệu quả hơn là gửi vài ngàn lính đi vào chỗ chết. Điều quan trọng là lòng trung thành của Lukashenko. Đối với Vladimir Putin, cái giá phải trả vẫn còn thấp. Cuộc xâm lăng Ukraine tiêu tốn 1 tỷ đô la Mỹ mỗi ngày, số tiền này đủ để nuôi chế độ Belarus cả tháng. Vương quốc Anh hôm thứ Hai ngày 4 tháng 7 đã công bố một gói trừng phạt mới chống lại Belarus vì vai trò của nước này trong việc hỗ trợ Nga đánh chiếm Ukraine. Văn phòng đối ngoại Khối tình vượng chung và phát triển FCDO của Anh cho biết các biện pháp trừng phạt mới là cấm nhập khẩu sắt thép của Belarus, đồng thời cấm nhập khẩu hàng hóa lọc dầu, các thành phần công nghệ tiên tiến và các sản phẩm xa xỉ. Các biện pháp trừng phạt sẽ có hiệu lực vào thứ Ba và cũng cấm các công ty Belarus phát hành chứng khoán ở London. Một tuyên bố của FCDO viết chế độ Belarus đã tích cực tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc xâm lược của ông Putin để Nga sử dụng lãnh thổ của mình để kìm kẹp Ukraine. FCDO còn nhấn mạnh, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cũng công khai ủng hộ câu chuyện của Điện Kremlin tuyên bố rằng Kyiv đang khiêu khích Nga để biện minh cho cuộc xâm lược đẫm máu của ông Putin. Vương quốc Anh trước đó đã áp dụng thuế quan đối với một loạt hàng hóa của Belarus và trừng phạt một số công dân và công ty Belarus. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 7 năm nay sẽ đánh dấu 23 năm chính quyền Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công một môn tu luyện tinh thần với các bài tập tính tài và các bài giảng đạo đức. Pháp Luân Công đã trở nên phổ biến trong những năm 1990 với hơn 100 triệu người tu luyện ở Trung Quốc vào cuối thập niên đó. Cho rằng điều này là một mối đe dọa, vào năm 1999, chính quyền Trung Quốc đã tiến hành một chiến dịch trên toàn quốc tìm cách xóa sổ môn tu luyện này. Hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ trong các nhà tù và các cơ sở giam giữ trên khắp đất nước, nơi họ bị tra tấn và cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Theo các nhà vận động nhân quyền hàng đầu tham gia Hội nghị Thượng đỉnh về Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2022 tại Washington, DC từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 6, việc thu hoạch nội tạng cưỡng bức các học viên Pháp Luân Công nên được chú trọng khi đề cập các vấn đề nhân quyền với Trung Quốc. Trước hết, chúng ta cần tập trung vào việc này bởi vì đó là một trong những tội ác kinh khủng nhất mà quý vị có thể hình dung bà Katrina Lantos cựu chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USCIRF, nói với chương trình China Insider, nội tình Trung Quốc của đài truyền hình NTD. Hơn nữa, chuyện này là một thực tế không thể phủ nhận. Đó là điều mà người ta khi nghe đến sẽ cảm thấy choáng váng và gây sợ, bà Street nói thêm. Theo bà, khi nghe về tội ác kinh khủng này, mọi người liên tưởng đến thực tế rằng các trường y, bệnh viện của họ có thể gián tiếp tiếp tay bởi vì họ đang đào tạo các bác sĩ Trung Quốc và họ đang tham gia các chương trình với các bác sĩ này. Bà giải thích, điều đó có thể khiến mọi người tăng độ phẫn nộ về mặt đạo đức và chuẩn bị kỹ càng hơn để thực sự tập trung vào một loạt các hành vi lạm dụng ở Trung Quốc. Lord David Anton từ Hạ viện Anh cũng gọi hành động này là đáng lên án và nói rằng ông cùng các đồng sự của tất cả các đảng phái của mình đang làm việc trên các dự luật để đưa ra các hình phạt lớn hơn cho bất kỳ ai dính líu tới hoạt động thu hoạch nội tạng này không phải là vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Bà Suýt bác bỏ luận điệu của chính quyền Trung Quốc rằng các vấn đề nhân quyền là vấn đề nội bộ của họ và các quốc gia khác không nên can thiệp vào. Bà Trích dẫn tuyên ngôn nhân quyền của Liên hợp quốc nói rằng không một quốc gia nào có thể nói với phần còn lại của thế giới rằng cách chúng tôi đối xử hoặc ngược đãi công dân của chúng tôi không phải là việc của các vị. Quyền của công dân của họ là vấn đề của luật pháp quốc tế, không phải là vấn đề của luật pháp Trung Quốc. Theo quan điểm của bà Swift, Bắc Kinh viện cớ vì họ không muốn tội lỗi của mình được trưng ra trước thế giới. Bà cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo trên toàn cầu hành động chống lại các tội ác về nhân quyền nói chung và quốc bức hải các học viên pháp luân công của chính quyền Trung Quốc nói riêng. Bà Nadine Maenza, cựu ủy viên USCIRF, có cùng quan điểm, bà nói chính phủ Hoa Kỳ cần sử dụng mọi đòn bẩy mà mình có để chống lại Trung Quốc và để mang lại nhân quyền để đưa các quốc gia khác cùng vào cuộc. Theo bà Mai Anh chúng ta có thể gắn tự do tôn giáo, gắn nhân quyền với các mục tiêu chính sách ngoại giao. Một lịch sử đầy tội ác Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc cướp chính quyền năm 1949, các phong trào chính trị không ngừng tiếp diễn như cải cách ruộng đất, tam phản, ngũ phản, chấn áp quân phản cách mạng, công tử hợp doanh trăm hoa đua nở chống hữu khuynh, công xã hóa nhân dân, đại nhảy vọt, cải cách giáo dục, cách mạng văn hóa, lên núi về nông thôn, nhất đả tam phản, phê phán lâm biêu, khổng tử, chống lại xu hướng hữu khuynh lật lại vụ án, gió bảo ô nhiễm tâm linh, phản đối tự do tư sản, thảm sát Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989, đà nát Pháp Luân Công, đà nát nhà thờ ngầm, đà nát người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, người Hồng Kông và các luật sư nhân quyền. Hết cuộc vận động này đến cuộc vận động khác đã khiến hơn một nửa dân số Trung Quốc bị chế độ này bức hại. Mỗi gia đình và tổ tiên của họ đều chịu chung số phận bị bức hại đẫm máu và nước mắt. Các học giả cho biết, Đại Cộng sản Trung Quốc đã tàn sát hơn 80 triệu người, nhiều hơn tổng số người chết cộng lại trong hai cuộc đại chiến thế giới. Ở Trung Quốc, hiện dòng chảy thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức của nó như đoàn, đội đang cuồn cuộn khuấy động mảnh đất thần châu Phong trào này được gọi là tam thoái, dù là phong trào tinh thần nhưng nó đang khiến chế độ ở Bắc Kinh phải run sợ. Kể từ khi cuốn Kiều Bình, tức 9 bài bình luận Đảng Cộng sản Trung Quốc, được Epoch Times xuất bản vào tháng 11 năm 2004, phong trào này đã lan rộng nhanh chóng ở đại lục. Theo trang web của Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc Toàn cầu Qdang.org, sau gần 18 năm vận động, tính đến ngày 4 tháng 7 năm 2022, tổng số người thoái đảng, đoàn và đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên thế giới đã đạt hơn 398,4 triệu, hàng ngày có hơn 50.000 người làm tam thoái. Những người làm tam thoái tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc với các tội ác tay trời mà nó đã gây ra cuối cùng sẽ bị thần trừng phạt. Ai đứng chung hàng ngũ với nó sẽ chịu chung số phận. Vì vậy, cách tốt nhất để có một tương lai tươi sáng là cắt đứt mọi liên hệ với tổ chức này. Những người làm tam thoái có thể sử dụng tên thật hoặc hóa danh để tránh bị trả thù. Hãng tin BBC cho hay, giới chức y tế Anh cảnh báo về nguy cơ bệnh viện có thể lại bị quá tải nếu số người lây COVID biến thể mới của Omicron phải nhập viện nhiều lên. Số liệu đầu tháng 7 năm 2022 cho hay 2,3 triệu người ở Anh, tức là 1 trên 30, đang có virus corona. Các biến thể của Omicron là BA.4 và BA.5 hiện hoành hành tại Anh. Chỉ trong tuần cuối tháng 6, có thêm nửa triệu người có thể đã mắc lại COVID Cục thống kê quốc gia Anh ONS cho hay, theo bác sĩ Jenny Harris, giám đốc điều hành của cơ quan an toàn y tế Vương quốc Anh UKHSA, thì số người nhập viện vì Covid sẽ còn tăng. Cho đến nay, số ca nhiễm phải vào viện điều trị lên tới con số 9.000 tính đến, đến ngày 30 tháng 6. Tuy không cao, nhưng đây là con số gấp đôi ca nhập viện hồi đầu tháng 6. Trên toàn Vương quốc Anh, con số này tăng 32% mỗi tuần và bác sĩ Harris khuyến cáo mọi người thận trọng tuy vẫn nên tiếp tục sinh hoạt bình thường. Hiện không có dấu hiệu là hai loại BA.4 và BA.5 nguy hiểm hơn Omicron nguyên thủy, nhưng giới khoa học nói vẫn cần theo dõi chúng. Một nghiên cứu ở Nhật Bản thực hiện trong phòng thí nghiệm và trên động vật cho thấy BA.4 và BA.5 có thể nảy nở nhanh trong tế bào phổi. Ví dụ, chuột bạch mắc hai biến chủng này bị triệu chứng bệnh lý nặng hơn các loại Omicron trước. Tính từ tháng 4 năm 2022, UKHSA đã báo cáo về một sự gia tăng nhỏ tỷ lệ những người bị nhiễm bệnh cần được điều trị tại bệnh viện. Nhưng lý do là không rõ ràng và có thể bao gồm sự bảo vệ của vaccine suy yếu hoặc sự thay đổi bên trong người nhiễm virus. Giáo sư Ul một trong những nhà khoa học cho thấy Omicron nguyên thủy nhẹ hơn, nói rằng chúng tôi chưa thấy có dữ liệu chính xác về BA4 hoặc BA5 vì hiện tại chúng tôi không thu thập cùng một khối lượng thông tin. Tuy nhiên, các biến thể không cần phải nặng hơn mới có thể tác động đến hệ thống y tế công NHS của Anh. Chúng chỉ cần lây nhiễm cho đủ số người, sau đó tỷ lệ nhỏ nhiễm bệnh vẫn có thể tăng lên thành một con số lớn. Số người nhập viện vì COVID trên khắp vùng quốc Anh hiện là 10.081 người, tăng khoảng 2.500 người trong vòng một tuần. Hơn một nửa trong số đó sẽ nhập viện vì những lý do khác, chẳng hạn như gãy xương hoặc đột quỵ nhưng họ vẫn cần được chăm sóc. Thưa quý vị, thêm một vụ xả súng nữa vừa xảy ra ở Mỹ, khi một hung thủ từ trên sân thượng đã nã đạn vào cuộc diễu hành mừng lễ độc lập hôm thứ hai ngày 4 tháng 7 ở Highland Park, một khu ngoại ô giàu có của thành phố Chicago. Các quan chức nói trong một cuộc họp báo rằng 6 người đã thiệt mạng và 24 người được đưa đến bệnh viện, và một khẩu súng trường đã được thu hồi tại hiện trường. Người phát ngôn của bệnh viện cho biết có 31 người bị thương, phần lớn người bị thương do đạn bắn và một số người bị thương do hỗn loạn tại cuộc diễu hành. Cảnh sát đang truy tìm một người đàn ông da trắng khoảng 18 đến 20 tuổi và kêu gọi công chúng giúp thông tin truy tìm người này. Thống đốc bang Illinois J.B. Brisker nói trong một tuyên bố không có lời nào cho loại quái vật nằm chờ và bắn vào đám đông các gia đình có trẻ em đang mừng lễ với cộng đồng của họ. Vụ nổ súng xảy ra khi bạo lực súng đạn vẫn còn in đậm trong tâm trí của nhiều người Mỹ sau vụ xả súng vào ngày 24 tháng 5 đã giết chết 19 học sinh và hai giáo viên tại một trường tiểu học ở Uvalde, Texas, và vụ tấn công ngày 14 tháng 5 giết chết 10 người tại một cửa hàng tạp hóa ở Buffalo, New York. Highland Park có khoảng 30.000 dân và gần 90% là người da trắng, theo Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ. Vụ xả súng có thể sẽ khơi lại cuộc tranh luận của người Mỹ về việc kiểm soát súng và liệu các biện pháp chặt chẽ hơn có thể ngăn chặn các vụ xả súng hàng loạt xảy ra thường xuyên ở Mỹ hay không. Iraq đối mặt với các trận bão cát nghiêm trọng. Sau hàng thập niên xung đột, Iraq đang phải đối mặt với các thách thức môi trường mới ở quy mô chưa từng thấy. Kể từ giữa tháng 4, quốc gia Trung Đông này đã trải qua nhiều trận bão cát, khiến bầu trời nhuốm màu đỏ cam, hàng nghìn người phải nhập viện, các sân bay buộc phải hoãn chuyến trong nhiều giờ do tầm nhìn kém. Ngay cả khi đại dịch Covid-19 bùng phát, phần lớn người dân Iraq đều không quan tâm đeo khẩu trang, trong bão cát đã buộc họ phải thay đổi suy nghĩ. Đây có lẽ là năm đầu tiên Iraq hứng chịu nhiều trận bão cát như vậy. Trong không khí ngột ngạt và dưới ánh nắng gai gắt 40 độ, nhiều người phải đeo kính bảo hộ và dùng khăn che miệng để ra đường mưu sinh. Vào tháng 5, bão cát đã khiến ít nhất 10.000 người phải nhập viện với các vấn đề về hô hấp. Nhiều bệnh nhân là những người cao tuổi hoặc bị hen hay các bệnh hô hấp, tim mạch khác. Mới đây nhất, giới chức y tế Iraq xác nhận trận bão cát vào ngày 3 tháng 7 vừa qua đã khiến 500 người phải nhập viện do các vấn đề liên quan hô hấp. Iraq nằm trong số 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước tác động của khí hậu và tình trạng sa mạc hóa, một nhân tố chính dẫn đến các trận bão cát. Bộ Môi trường Iraq dự báo trong hai thập niên tới, mỗi năm Iraq sẽ có 272 ngày hứng chịu bão cát. Đến giữa thế kỷ này, con số này nhiều khả năng sẽ vượt mốc 300 ngày. Để chống lại xu hướng trên, nhà chức trách Iraq đang cân nhắc xây dựng các vành đai xung quanh các thành phố Tuy nhiên, dù có hai con sông là Tigris và Euphrates, quốc gia 41 triệu dân này vẫn đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng do lượng mưa giảm. Thưa quý vị, mục tin tổng hợp sáng ngày 5 tháng 7 của DKN TV đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.